Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn thay Euro S của máy Samsung 2850D. Đây là Euro S của máy Samsung 2850D đây. Rồi mình tiến hành tháo máy thay linh kiện. Đầu tiên các bạn giúp hộp giấy ra. Đây là mở nắp trước ra, các bạn tháo hai con ốc bên đây. Các bạn quay mặt quay sau của máy lại. Các bạn tháo tiếp hai con ốc này. Mở nắp này lên. Các bạn rút miếng này ngược về. Tháo nắp này ra. Tiến hành mở cái thanh tràn giấy này ra. Đây có ngàm thôi nha các bạn, các bạn cứ thử mạnh ra không sợ gãy đâu. Đây ta rút dây và sấy ra nha các bạn. Dây sấy nằm đây. Đây nè, cái đắt này đây. Mở cái đắt này ra. Rút cái này ra, này phụ sấy nè. Rút đắt này ra. Rút đắt này ra. Rồi, thôi tiến hành tháo bộ sấy. Rồi đây không? Rồi, lấy được đó. Đây mình tiến hành tay trục ép này nè. Cái này mình tháo hẳn bộ sấy ra cho nó dễ làm nha các bạn. Đây, mình đã tháo bộ sấy ra đó. Đây bộ sấy này thì các bạn tháo hai cái đầu sau này ra. Các bạn mở hai đầu sau này ra. Một cái. Hai cái. Đấy. Đây là xong. Đây vừa ép đây đó, lấy vô ép ra nha các bạn. Ép này nó bị nhăn rồi, mình cứ hành đổi thay vô ép mới.
mới đây. Mình tiến hành đáp vô thôi các bạn. Vậy là xong rồi nha các bạn. Các bạn cứ gắn vô đây, gắn vô thì các bạn cứ gài hai cái lò xo này lại. Cái mỏ thử được nha các bạn. Đây, kia mình đã mỏ ở đây. Đó. Đóng lại, đóng lại. Quay ok. Đã được, giờ mình tính hành ráp rồi thôi. Giờ mình tính hành ráp đi nha các bạn. Đây các bạn chặn ba con ốc vô. Bên này một bên phải một con nè. Bên trái hai con nè. Các bạn tiến hành gắn dây điện vô thôi. Ở đây các bạn muốn làm dễ thông dễ thì các bạn tháo nguyên cái bo ly gân ra nè, nó sẽ dễ lấy hơn. Nhưng mà đây mình làm quen rồi.
gắn hộp giấy vô. Tao quay về sau phải gắn dặn hai con ốc kia rồi. Rồi xong. Máy in tất cả cái máy, mình loại máy in đều có nhà hết nha các bạn cứ thoải mái điện nhắn. Trừ khi máy nào mà lâu năm quá mấy ngàm nó yếu dàn áo nó xuống á, nhắn thì cẩn thận thôi, nó sợ bể dàn áo thôi, bể mấy khớp ngàm thôi. Máy in mà còn mới thì các bạn cứ vô tư, thế là xong nha các bạn. Thế là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.